móng vuốt kỳ quái này đã cứu mạng hai người châu Âu. Vốn dĩ bọn họ đến biên giới Đại Tống để tìm hỏa dược, nhưng giữa đường bị một đám giặc cướp Khiết Đan truy đuổi, trên đường chạy trốn, bọn họ đến gần khu vực Trường Thành. Sau đó, hai người bị quân bảo vệ thành bắt giữ. Ban đầu bọn họ nói dối bản thân là thương nhân, nhưng bộ áo giáp trên người đã bán đứng họ. Theo quy tắc, hai gã lính đánh thuê này sẽ không sống qua khỏi hôm nay, nhưng vì móng vuốt trước mặt, bọn họ tạm thời giữ được tính mạng mình. Nhưng khi mọi người biết được móng vuốt này do người tên William chặt được, mọi người đều tỏ vẻ coi thường. Nhưng quân sư lại không thấy vậy, vì vết máu màu xanh trên người William và vết thương của móng vuốt đều chứng minh William không hề nói dối. Khi mọi người bàn bạc có nên giết hai tên lính đánh thuê kia không, bỗng nhiên, khởi bẩm điện soái đại nhân, lửa hiệu đã đốt lên, bốn phía đang có quân địch xâm phạm. Lập tức điện soái hạ lệnh mọi người chuẩn bị nghênh đón địch. Nhưng những tên địch đến bất ngờ này khiến William có chút khó hiểu, bởi vì tường thành cao như vậy ai có thể đánh vào được. Còn William bọn họ vốn dĩ bị nhốt lại, nhưng vì tên lính Tiểu Lộc này không tìm thấy chìa khóa, vậy nên bọn họ bị lôi đến tường thành, do Tiểu Lộc tạm thời canh giữ. Trên tường thành, William nhìn thấy quân đội binh lính được trang bị hoàn hảo, ngay ngắn có trật tự khiến anh thán phục. Đặc biệt là quân lính mặc áo giáp màu xanh, những người đó đều là phụ nữ. Bọn họ đứng trên cao đón lấy một thanh kiếm sắc nhọn, đội quân tinh nhuệ như vậy. Mặc dù William là người đi nhiều biết nhiều, nhưng vẫn chưa từng được chứng kiến quân địch rốt cuộc là người như thế nào, khiến cho lực lượng quân đội mạnh mẽ như vậy nghiêm túc sửa soạn chiến đấu. Rất nhanh William đã nghe thấy động tĩnh, hơn nữa ở phía không xa, chi chít, hóa ra toàn bộ đều là quái vật. Điện soái hạ lệnh tấn công từ xa, tiếng trống lập tức vang lên, sau đó hàng trăm quả cầu lửa từ trên trời rơi xuống, lao về phía quái vật. Nhưng bọn chúng đông như kiến, những quả cầu lửa này không hề đủ. Sau đó chỉ huy đội bắn cung hạ lệnh nhắm trúng mục tiêu phía dưới, mũi tên bay dập trời, rất nhiều quái vật đã ngã xuống, nhưng số lượng xông tới phía bọn họ vẫn rất nhiều. Nhìn lũ quái vật đã đến dưới tường thành, điện soái tiếp tục hạ lệnh đội quân bay tấn công. Theo mệnh lệnh, lập tức từng người của đội quân áo xanh cầm giáo lao xuống phía dưới. Đây là một phương thức tấn công tự sát, dựa vào sự di chuyển lên xuống của sợi dây thừng để tấn công, nhưng có lúc xuống rồi thì không thể lên được nữa. Những phương thức tấn công ác liệt như quả cầu lửa, cung tên, dây thừng, nhưng đối mặt với lũ quái vật đông không đếm xuể kia, dường như không là gì cả. Dần dần, quân sự phát hiện ra vua quái vật được bảo vệ bởi rất nhiều vòng vây. Tất cả quái vật đều nghe theo sự chỉ huy của nó. Bọn họ đã nâng cấp quả cầu lửa để chuẩn bị tấn công vua quái vật. Dưới lệnh của điện soái, hơn chục quả cầu lửa đã lao về phía vua quái vật, nhưng nó không hề sợ hãi, bởi những quả cầu lửa rơi xuống đều được các quái vật che đỡ cho nó. Sau đó, vua quái vật truyền đến tất cả quái vật lệnh tấn công lên trên tường thành. Lúc này tường thành đang vô cùng nguy hiểm, nên điện soái bắt buộc phải hạ lệnh chuẩn bị chiến đấu. Một người không thể hạ gục một con quái vật, nên những quân lính trên tường thành đều dùng khiên hợp thành ma trận tấn công. Nhưng đội hình kiên cố này đối với quái vật không có tác dụng gì cả. Những con quái vật đã lên tường thành vô cùng hung hãn. Lúc này tính mạng của William bọn họ cũng đang bị đe dọa. Một bên là đồng đội cần giúp đỡ, một bên là phạm nhân cần giám sát. Tiểu Lộc lúc này tiến thoái lưỡng nan. Sau đó dưới sự khuyên nhủ của William, Tiểu Lộc lựa chọn đi giúp đỡ đồng đội. Còn William bọn họ, dưới sự giúp đỡ của một người châu Âu khác, đã được thả ra, bây giờ chẳng thể trốn đi đâu cả. Vậy nên William lựa chọn giúp đỡ Tiểu Lộc. William với thân thủ chiến đấu lâu năm cùng đồng đội của mình, tỏ ra rất mạnh mẽ. Anh cứu Tiểu Lộc hết lần này đến lần khác, sau đó đón lấy cây giáo từ đồng đội, mạnh mẽ đâm thẳng vào điểm yếu của quái vật. Con quái vật này đã bị xử đẹp. Tiếp đó anh lại kết hợp với đồng đội, dùng cung tên bắn chết hai con quái vật. Tất cả những gì bọn họ làm đều được nữ tướng quân Tiểu Mỹ nhìn thấy. Dần dần vua quái vật hạ lệnh rút quân, lũ quái vật nghe lệnh rút về từ các phía, đồng thời không để lại bất cứ thi thể nào. Kẻ mạnh ở bất cứ đâu đều sẽ được trọng dụng. Thân thủ của William cùng đồng đội trên tường thành đã được mọi người khẳng định, chỉ cần bọn họ không làm càn, bọn họ sẽ được tự do trên tường thành này. Không lâu sau, quân sự phát hiện ra nam châm có thể gây ảnh hưởng đến bọn quái vật. Trước đó khi William cắt được móng vuốt của quái vật, trên người anh cũng có một viên nam châm. Đồng thời có người truyền lại lịch sử, nói 900 năm trước đã từng có quân lính giết được quái vật. Hơn nữa trên người họ cũng có hai viên nam châm. Tiếp theo, trong đêm tối, có âm thanh kỳ lạ truyền tới. Điện soái và Tiểu Mỹ lên phía trước tìm hiểu. Lúc đó quân lính phụ trách canh giữ đã chết hết. Hơn nữa cách đó không xa có một con quái vật. Điện soái ra lệnh bố trận, chuẩn bị sẵn sàng chết nó. Nhưng đúng lúc này, bọn họ nhìn thấy phía sau qua thanh kiếm, hóa ra còn một con khác nữa. Chưa đánh rắn động cỏ, dưới sự tấn công của hai con quái vật, điện soái và Tiểu Mỹ đều ném phi tiêu từ phía sau. Quái vật ở phía trước bị linh lính giết chết. Con quái vật phía sau mặc dù bị thương, nhưng vẫn lao về phía bọn họ. Điện soái vì cứu Tiểu Mỹ nên bị quái vật cắn. Khi mọi người vội chạy đến, ông tuyên bố Tiểu Mỹ là điện soái mới, sau đó nhắm mắt. Tất cả mọi người đều biết, chiến đấu với quái vật không có khái niệm thắng thua, vậy nên bọn họ cần kiểm chứng một việc, rốt cuộc nam châm có ảnh hưởng đến quái vật hay không. Đến bây giờ, bọn họ không thể bắt sống một con quái vật. Chính lúc này, William đưa ra ý kiến vì anh đã từng chứng kiến đánh bắt cá voi ở Tây Ban Nha, dùng gậy xiên có móc hoặc gì đó có thể khống chế được quái vật. Nói là làm, bọn họ chuẩn bị cây cung có đầu móc khổng lồ, đồng thời bôi thuốc tê lên đó. Trong thời tiết sương mù dày đặc, quái vật rất có thể sẽ đến tấn công. Bọn họ không thể nhìn thấy tình hình ở phía dưới, chỉ có thể nghe, nhưng lũ quái vật rất thông minh. Quái vật đã trèo lên tường thành, sương mù dày đặc, không thể sử dụng tấn công từ trên cao, nên chỉ có thể phái đội quân mạo hiểm,
phối hợp với mọi người ngăn chặn bọn chúng. Nhưng nhiệm vụ lần này không chỉ để ngăn chặn quái vật, bọn họ còn phải bắt sống một con quái vật. Rất nhanh những mũi tên tẩm thuốc tê đã được bắn đi. Nhưng lũ quái vật có thể rút cung tên trên người mình ra, nên rất nhiều mũi tên đã bị rút ra. Chỉ còn một con cuối cùng, khi quân lính chuẩn bị dùng hết sức lực để kéo nó lên, William vội vàng ngăn bọn họ lại. Những người thích câu cá chắc chắn sẽ biết, cá lớn vừa cắn câu, không được liên tục dựa vào sức lực bản thân. William đang kéo dài thời gian để thuốc mê phát huy tác dụng, đồng thời tiểu Mỹ cũng hạ lệnh dùng quả cầu lửa để bảo vệ tấn công, nhưng như vậy cũng không thể. Phải làm thế nào? Lúc đó William lấy ra một cung tên, mang theo 5 châm lao xuống dưới, sau đó, với sự giúp đỡ từ tiếng kêu định vị của kiếm và thuốc nổ, bọn họ thành công bắt sống một con quái vật. Con quái vật bị bắt giữ quả nhiên sợ 5 châm, ban đầu nó rất hung hãn, nhưng khi đưa 5 châm đến gần lại trở nên yên lặng. Đây có thể nói là phát hiện liên quan đến sự sống chết của quốc gia. Nhưng chính lúc này, sử thần muốn lập công, nên muốn đem quái vật đến đế đô ngay lập tức. Quả nhiên quân sư phản đối, nhưng sử thần lấy hoàng thượng ra để uy hiếp, chuyện sống còn của quốc gia, hoàng thượng phải quyết định đầu tiên. Hạ quan vì thế mà đến đây, đây chính là lệnh của hoàng thượng. Không lâu sau khi quái vật bị đưa đi, tiểu Mỹ bỗng phát hiện có một cái hang rất lớn bị đào ở dưới tường thành, thì ta hai lần tấn công trước đây chỉ là tấn công tập trận giả vờ mà thôi. Làm thế nào đây? Lũ quái vật lúc này chắc chắn đã đi đến đế đô rồi, bởi vì ở đó có dân số vài triệu người, có thể làm thức ăn cho bọn chúng. Cưỡi ngựa chắc chắn không kịp, nên chỉ có thể sử dụng kỹ thuật đèn khổng minh dù chưa được thành thạo lắm. Cũng bởi vì chưa thành thạo kỹ thuật, rất nhiều đèn bay đến nửa đường thì bị rơi, nhưng cũng có rất nhiều đèn thành công bay vào trong đế đô, trong đó có tiểu Mỹ. Lúc này William cũng kịp đến, anh và quân sư cùng nhau tới đế đô giúp tiểu Mỹ. Biện pháp duy nhất bây giờ là giết chết vua quái vật, nếu không mọi người sẽ chết. Đồng thời lúc đó, sử thần không biết nguy hiểm đang cận kề, để định bợ hoàng đế, hắn đã mở lồng nhốt quái vật ra. Cũng chính lúc này, lũ quái vật biết tin cũng đang hướng về phía đế đô. Chờ khi tiểu Mỹ cùng mọi người đến, đế đô đã rơi vào hỗn loạn. Để cứu hoàng thượng, tiểu Mỹ đã rơi vào tình thế nguy hiểm. Đúng lúc này, William ngồi kinh khí cầu đến kịp. Sau khi cứu được tiểu Mỹ, lại chứng kiến cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Quân sư nói với bọn họ vua quái vật nhất định không đích thân đi kiếm ăn, mà để những con quái vật khác kiếm thức ăn cho mình. Vật nên bọn chúng sẽ không tấn công bây giờ. Tiểu Mỹ cùng mọi người đến hoàng cung, bọn họ muốn lợi dụng con quái vật đã bị bắt tạo một cái bẫy. Đầu tiên đưa quái vật đến nơi không có người, sau đó lấy viên nam châm đi, đồng thời buộc thuốc nổ xung quanh người quái vật. Sau đó vứt một miếng thịt lợn bên cạnh nó. Lúc này khi quái vật tỉnh dậy, nó sẽ nhận được thông tin kiếm thức ăn, nhất định sẽ ăn miếng thịt lợn ở phía dưới, sau đó mang về cho vua quái vật. Chỉ cần chờ đến khi nó đến gần vua, châm ngòi nổ là có thể cứu được tất cả mọi người. Kế hoạch rất tốt, nhưng không hề dễ dàng thực hiện. Tiểu Lộc vì bảo vệ bọn họ mà hy sinh, sau đó quân sư cũng chết. Trên tháp cao, bọn họ nhìn thấy quái vật có thuốc nổ đã đến gần vua, vậy nên thành bại chỉ ở mũi tên này. Kết quả mũi đầu tiên thất bại, còn khiến vua quái vật cho quái vật tấn công ngọn tháp đôi. Sau khi William điều chỉnh độ cao thì tiến hành bắn lần hai, vẫn thất bại. Lúc này vua quái vật đã hoàn toàn phát hiện ra bọn họ, hỏa tiễn chỉ còn một mũi cuối cùng, quái vật đang tiến đến rất gần. Làm thế nào? Cuối cùng với sự giúp đỡ của tiểu Mỹ, William đã bắt phát cuối cùng. Ở góc độ nào đó, rất nhiều người chỉ cho phim này một sao, đa số bình luận của mọi người đều nói đến cốt truyện của bộ phim, có thể cảm nhận được, trong đó có rất nhiều người còn chưa từng xem phim, bộ phim này thật sự không quá hay, nhưng cá nhân tôi cảm thấy, ít ra cũng không đến mức quá tồi. Thái thời Minh Nguyệt, Hán thời Quan, Vạn Lý Trường Trinh Nhân Vị Hoàn, Đãn Sử Long Thành Phi Tương Tại, Bất Khiếu, Hồ Mã Độ Âm Sơn, tạm biệt, hẹn gặp lại mọi